Nhật Minh là những người rất là thân và rất là trân trọng anh Mẫn, và hôm nay xuống đây cũng gặp tất cả mọi người tại nơi đây cũng là một cái duyên, và mình tin cũng cầu mong cho anh chị cô dâu chú rể luôn luôn hạnh phúc, và đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái, và một năm sanh 20 đứa, dạ cho gia đình đầy đủ ấm no, dạ làm một đội banh U23 cũng được ạ. Và bà con cô bác ở đây thì lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, trúng số độc đắc và làm ăn phát tài. Và một bài hát xin gửi đến tất cả quý vị là một bài hát.